Quý có thấy anh Tú Voi loay hoay và hoảng cái lúc mà lửa đã bị quá nhiều ở trên cái cánh tay rồi, và thấy anh bắt đầu anh hoảng anh lột ra. Quý bị sợ tâm lý liền. Ui, mình sốc, mình choáng, mình biết là mình bỏng rồi, mình cố nhảy tiếp để cho không bị gián đoạn mọi người, và mình không muốn gây ảnh hưởng mọi người, là mình phải ngay lập tức mình tháo ra, mình quăng đi luôn. Em để vậy là giữa dưới nó sẽ cháy lên đây. Vâng. Ăn gian như vậy là để cho lửa nó không có chạm cho đâu hết. Đúng. Ăn gian như vậy đi, hay nóng quá là phải tắt tay ra liền. Ok, hiểu không? Tương tác với lửa trên sân khấu mình không thấy sợ, nhưng mà mình thấy rất là đã luôn. Có lửa trên tay mình cảm thấy mình được truyền một cái động lực rất lớn á, mình như bị điên trên sân khấu vậy á, không biết nói sao nữa. Nhưng mà từ cái lúc có lửa lên là mình cảm giác cái năng lượng của anh em ở trên sân khấu nó cũng khác đi, và mọi người rất là hừng hực. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Và thưa các bạn, đội của đội trưởng Isaac được chia ra làm hai nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên chúng ta có Lưu Hoàng, Hải Đăng Dư, Phạm Đình Thái Ngân và Gin Tuấn Kiệt. Chúng ta hãy gọi đội này là đội phi hành gia màu hường. Và phía bên tay phải của Trấn Thành đây là những anh trai Men in Black, Đỗ Phú Quý, anh Tú Voi, Isaac và Win. Thật sự là không biết quý vị khán giả nhà đang xem đến giai đoạn này là lúc mấy giờ, nhưng mà ở trường quay thì đây đã là cuối ngày rồi, nhưng mà các bạn khán giả vẫn đang rất là nóng. Đó là một cái điều gì đó mình cảm thấy là các anh trai đầy sức hút, tiếp thêm nhiều năng lượng lắm. Cho hỏi anh trai Isaac là vì sao mình có cái phân chia hai bên này ạ? Dạ vâng ạ, lần đầu tiên cho team Hit Drama và You Had Me At Hello xin chào tất cả mọi người ạ. Cái lý do mà nó có hai cái màu sắc đối lập như vậy là bởi vì số phận. Số phận? Dạ. Màu này là màu gì và màu này là màu gì? Màu này là màu đen và màu đó là màu hồng ạ. Ai cũng thấy ạ. Blackpink. Thì cái concept tụi em chọn là nó dựa trên bài hát, và team tụi em sẽ là một cái bài hát nó rất là đó về rất là nhiều những vết thương mà tất cả chúng ta trong cuộc sống đều bắt phải. Ai cũng có vết thương đúng không? Ai cũng có vết thương. À. Thì tên bài hát là Hit Drama. Bởi vì em nghĩ là ai trong cuộc sống cũng đã từng gặp phải drama rồi, không chỉ là trên mạng mà trong cuộc sống mỗi người. Và sau khi mình có vết thương xong chữa lành thì lại màu hồng qua bên đây. Đúng rồi. À. Bên đây là những chàng trai đang hạnh phúc hay sao mà được vô nhóm hồng? Dạ thật ra tụi em kiểu là những phi hành gia đi lạc. À. Cho nên tụi em chọn cái màu hồng này để mọi người có thấy tụi em đi lạc thì đem về giùm, kéo về giùm. Dạ, đúng rồi. Cái màu sáng nó dễ kéo thôi đúng không? Mọi người thấy bốn anh bên đây có muốn đem về nuôi không ạ? Trừ anh này ra, anh này có vợ rồi. Ok, bây giờ trước tiên sẽ mời đội phi hành gia vào trong nghỉ ngơi xíu. Chúng ta sẽ đến với đội này trước. Okay. Cố lên bro, cố lên. Và bây giờ Cố lên. Tất cả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hit Drama. Thưa quý thì Hit Drama là một cái ca khúc mà ngay từ cái lần nghe demo đầu tiên thấy trước cái tên là mình muốn hit rồi. Đây là một cái chủ đề cực kỳ nóng, nhức nhối của xã hội. Thì Isaac và Win thì lại hơi lấn cấn cái bài này. 9-90 ạ. Isaac sợ lửa lắm mọi người. Isaac là ca sĩ đổ mồ hôi nhiều nhất showbiz, thì không biết trời xuống đất khiến kiểu gì mà tự nhiên anh em lại đấu giá rất là nhiệt tình, nhưng mà cũng nghĩ là thôi đấu tới mức đó là xong nhã, nhưng mà không ngờ là mình giàu như vậy. Show. Ok. Anh đó nếu mà chờ thì hợp lý, chứ còn bây giờ nếu mà đã lắng xuống một năm thì thôi. Tú thực sự không muốn một cái drop nó quá là căng. Nó bị cũ rồi. Tại vì phải có drop bài này, bài này mà không có drop là nó gãy nha. Đừng gãy phần biểu diễn á. Đúng có nốt, đúng cái nốt đấy luôn. Lúc đầu thì cứ tưởng là mọi thứ rất là dễ lắm, nhưng mà khi tập luyện rất là nhiều drama. Tú có nhắn là tại vì bài mình đang thiếu một câu khâu key á. Hit drama một hơi là key rồi mà. Ừ, hit drama một thôi. Siêu key rồi không hiểu. Không, không phải là câu key đấy mà là nhạc cụ ấy. Thì ấy là một cái drop đúng không? Nghĩ là trống anh ơi. Key của bài này nhạc cụ là
trọng á. Bài này mà cinematic thì có ok không anh Ti? Đang cine lắm rồi. Cái quan trọng là Tú muốn là khi mà mình làm một cái sản phẩm ra ấy, người ta có thể replay nhiều lần. Mình quan sát được một cái tính cách rất là độc đáo của anh Tú. Tú là người quậy ngầm đó, ảnh góp ý nhiều mà kiểu như là ảnh rất là nhiệt huyết máu lửa. Nó dồn nhất là nó dồn vô cái điệp khúc cuối này nè. Đúng rồi. Lên luôn. Nó đang kia là drama is my life. Nhưng mà nó nhẹ quá. Nếu mà đường đang prefer theo cái hướng kiểu nó phải dồn lên. Anh em vẫn lắng nghe nhau, vẫn chia sẻ cho nhau, kết lại những cái ý kiến hợp lý. Cái đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất vui. Mình chỉ sợ là nhiều người nghệ sĩ có cái tôi cao quá ấy, và họ không lắng nghe thì lúc đấy mới sợ. Bên chương trình có gửi cho mình 4 cái ref về lửa. Là lửa dày, lửa bao tay, một cái lửa dù giống như là cái tròn, một cái dù lửa và một cái là cái kiếm lửa. Anh muốn là lửa giống như nó sẽ là lửa từ bên trong mình bùng ra. Thì có hai cái lửa đang ok là lửa dày, lửa bao tay. Em một vote cho bao tay lửa, tại vì là khi mà mình nhảy những cái dáng rộng á, lúc đó nó bay, cái mặt của mình này khi mà lên hình nó sẽ rất là đẹp. Em tính múa lửa giống Lê Thiên Bảo Lâm. Ê, em chơi thân với Lâm đúng không? Đúng rồi. Em nhờ Lâm đi. Lâm chỉ cần từ dưới nguyên nắm mình hụp xuống, Lâm từ dưới lên rồi đi vô. Múa thế thôi đấy à? Xong rồi người ta chạy hết rồi. Tay lửa ấy, nó chỉ cần một cái khoảnh khắc, một kiểu một tiếng thở hoặc một cái tiếng sụt phát, như kiểu mình có phép thuật mình bùm lên phát, sau đó chuỗi drama nó cháy là mọi người nhảy trên đấy thôi, còn đâu cái phần tay mọi người đừng quá focus vào nó sẽ hơi làm mọi người phân tâm ấy. Em thì lại nghĩ là không phân tâm đâu, cái lúc đấy là bị chiến rồi. Cho nên là nếu mà mình đã xác định là bao tay lửa thì mình cũng phải biết là nó cháy trong bao lâu. Nếu nó cháy lâu á thì cái động tác nhảy của mình bắt buộc nó phải là động tác rộng. Tại vì nếu mà động tác gần thì nó sẽ cháy đồ hay là cháy tóc. Anh ông Nguyên sơ cái này này, uốn này cho em không cháy luôn. Mặt Nguyên nó sợ kìa, mặt Nguyên máu. Em nói rõ quan điểm của mình lên, em có sợ không? Dạ có. Cái hôm họp online thì mình cũng định là mỗi người sẽ một cái story. Thì anh đang muốn nó tạo hình một cái như là một người vừa bị một cái sự tấn công rồi đó. Về mặt cảm xúc, thay vì người khác sẽ giúp đỡ mình thì người ta sẽ chụp hình. Chỉ chụp hình để drama chuyện đó lên. Win đưa một idea hay là Win nói đi. Như mình chia sẻ, mình cũng lớn lên là một đứa trẻ mập, cũng bị chọc ghẹo và body shaming rất nhiều từ nhỏ. Ai cũng có một vết thương. Thế bọn mình cùng nhau gom lại những người mà đã có vết thương từ drama, mình đứng lên để mình chống lại cái chuyện này. Xong là mình cũng xài cái hình ảnh lửa như là kiểu để đốt hết tất cả những cái thứ đó đi. Win sẽ là cái người đem cái ngọn lửa đến cho tụi mình. Win sẽ không mặc, không xuất sắc nào đúng không? Tùy Win, một là Win không xuất sắc, mà hai là cái sự xuất sắc của Win phải thể hiện ở một cái chỗ nào đó, như là ai cũng đã từng bị cái đó rồi. Chơi với lửa thì cái sự sắp xếp về thời gian, tất cả mọi thứ để làm sao cái lửa nó bùng lên trên sân khấu mà anh em không bị phỏng á, là một trong những cái điều rất là khó khăn, mà đó là cái điều Isaac lo lắng nhất. Thì Quý có thấy anh Tú Voi loay hoay và hoảng cái lúc mà lửa đã bị quá nhiều ở trên cái cánh tay rồi, và thấy anh bắt đầu anh hoảng, anh lột ra, Quý bị sợ tâm lý liền. Ui, mình sốc, mình choáng, mình biết là mình bỏng rồi, mình cố nhảy tiếp để cho không bị gián đoạn mọi người, và mình không muốn gây ảnh hưởng mọi người, là mình phải ngay lập tức mình tháo ra, mình quăng đi luôn. Em để vậy là giữa dưới nó sẽ cháy lên đây. Vâng. Ăn gian như vậy là để cho lửa nó không có chạm cho đâu hết. Đúng. Ăn gian như vậy đi, hay nóng quá là phải tắt tay ra liền. Ok, hiểu không? Mình phải nương theo lửa, chứ lửa không có theo mình. Cho nên là bình tĩnh, thả lỏng, từ từ, không có gì phải hoảng sợ hết. Càng hoảng là mình càng bị thiêu đốt, mình càng bị nóng bỏng. Nói chung là mình phải control được cái ngọn lửa lúc đấy. Nhưng mà nếu mà không control được thì mình đeo bao tay thôi. Khuyên cho nha. Ok. Tương tác với lửa trên sân khấu mình không thấy sợ, nhưng mà mình thấy rất là đã luôn. Có lửa trên tay mình cảm thấy mình được truyền một cái động lực rất lớn, mình như bị điên trên sân khấu vậy, không biết nói sao nữa. Nhưng mà từ cái lúc có lửa lên là mình cảm giác cái năng lượng của anh em ở trên sân khấu nó cũng khác đi, và mọi người rất là hừng hực. Chưa bao giờ Isaac xuống ký nhiều như vậy. Isaac bất ăn bất ngủ và tuột gần như là hơn 5kg. Quyết tin là hit drama sẽ là hit nha. Hit drama. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha VO long đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VOn.